SCTV6 phim 360 hân hạnh phát sóng các trận Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Sau cuộc họp vào ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chọn Singapore là nước đăng cai AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay. Trước đó, Singapore và Thái Lan là hai quốc gia đáp ứng đầy đủ các tiêu chí làm chủ nhà của giải đấu. Sau khi các nước thành viên bỏ phiếu kín qua hình thức email, Singapore đã là nước giành được quyền đăng cai. AFF 2020 diễn ra ở một địa điểm tập trung thay vì thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách từ vòng bảng như năm 2018. Ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt. Ở vòng bán kết và chung kết sẽ diễn ra hai lượt trận để tính kết quả chung cuộc. Thầy trò ông Park Hang-seo tham dự giải đấu với tư cách đương kim vô địch. Họ lên ngôi trên sân Mỹ Đình vào năm 2018 và giữ danh hiệu này suốt 3 năm vì giải đấu liên tục bị hoãn do dịch Covid-19. Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới.